Thưa sư, trong một bài hướng dẫn rải tâm từ, sư hướng dẫn rải tuần tự cho mình đến người mình kính trọng, đến người mình thương mến, rồi đến tất cả chúng sanh. Trong một bài khác, sư hướng dẫn tâm từ hướng tâm đến mười phương, một đối tượng nam nữ, chín đối tượng nam nữ già trẻ, vì tâm từ là không có giới hạn. Con hiểu hướng tâm từ đến mười phương, chín đối tượng chỉ áp dụng ở giai đoạn thứ tư. Còn ba giai đoạn đầu chỉ hướng tâm đến một đối tượng thôi, có đúng hay không? Thưa quý vị, cái việc hành thiền tâm từ thì nó có hai loại. Ngay cả ở Miến Điện, họ cũng hướng dẫn hai loại hành thực hành rải tâm từ. Thứ nhất là cái việc thực hành rải tâm từ đưa đến cái sự chứng đắc các cái tầng thiền định. Cái thứ hai là rải tâm từ dành chung cho đại chúng. Cái phương pháp mà rải tâm từ dành cho đại chúng là phương pháp rải chung, bắt đầu từ mười phương, có nghĩa là tám hướng: đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, hướng trên hướng dưới. Còn cái phương pháp rải tâm từ mà để chứng đắc các tầng thiền thì bắt đầu từ một đối tượng. Cho nên khi hướng dẫn mà cho đại chúng thì thường là chúng ta sẽ hướng dẫn dành cho tất cả các hướng, chứ không có hướng dẫn cụ thể. Còn khi mà hướng dẫn dành cho những người tu tập để chứng đắc các tầng thiền thì chúng ta hướng dẫn bắt đầu từ một người. Mà khi hướng dẫn bắt đầu từ một người đó thì bắt đầu từ rải cho chính mình trước, rồi sau đó rải cho mình người mình kính trọng, rồi rải cho cái người mà mình quý mến, rồi đến cái người mình không thương không mến, rồi mới đến cái người mà mình ghét. Rồi sau khi mà rải tâm từ đến một người mà ở đó đó, chúng ta có thể cái tâm từ của chúng ta đối với cái người mà mình thương như thế nào thì cái tâm từ đối với người mình ghét cũng như thế đó. Khi mà không có sự phân biệt, có nghĩa là cái trạng thái tâm từ nó là như nhau đối với tất cả các cái hạng người, không còn bị dính mắc bởi sự thương ghét cá nhân, thì khi đó đó người ta mới bắt đầu phát triển lên là rải tâm từ đến cho hai người, rồi rải tâm từ đến cho ba người, đến cho bốn người, đến cho năm người, cứ như vậy tăng dần lên. Đấy, tăng đến một mức độ nhất định thì khi đó mới bắt đầu cái việc rải tâm từ đến cho một phương. Cái thứ hai đó là nghe sư giảng về trạch pháp giác chi, là biết, để biết được cái nào thiện, cái nào bất thiện. Ví dụ như đang sân, biết đây là bất thiện và hóa giải nó. Như vậy trong trường hợp này sử dụng trạch pháp giác chi cũng chính là đang quán tâm trên tâm, phải hay không? Vì nghe sư giảng 37 phẩm trợ Bồ Đề chỉ là những tên gọi khác nhau của một con đường. Thực tế là khi quý vị qua thực hành trạch pháp giác chi đó, là quý vị đang thực hành pháp quán niệm xứ, có nghĩa là biết rằng đây là trạch pháp giác chi. Và trong cái trạch pháp giác chi đó, đúng là cũng có khi là quý vị đang thực hành tâm quán niệm xứ, đó là tâm sân, biết rõ đó là tâm bất thiện. Vì vậy đó, cái việc thực hành 37 phẩm trợ Bồ Đề chẳng qua là một tên gọi khác của các cái phương pháp, nó là như nhau. Ví dụ như tứ niệm xứ cũng chính là tứ chánh cần, tứ chánh cần cũng là tứ nhi y túc, tứ nhi y túc cũng là ngũ căn, cũng là ngũ lực, cũng là thất giác chi, cũng là bát chánh đạo ha.